Đập 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 không nói nhiều, nhìn anh em lên hết tha hôn 14 đã có mặt ở đây rồi. Ok. Hello anh em. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hòa chung trong không khí vâng nâng cấp lên Tha Hồn 14. Và con ạc này của mình quyết mình định là để chưa lên đâu. Nhưng mà nói thật với các bạn đi, chờ nó lâu quá. Thề luôn, tôi chờ mà tôi mua vé vàng rồi mà tôi chờ 16 ngày tôi chịu không nổi anh em ạ. Và ngày hôm nay thì quyết định sẽ là bằng gem tù măng đến Tha Hồn 14. Ok, và rất nhiều gói ưu đãi ở trong này. Anh em cần gì thì liên hệ ngay fanpage với 62.000 người follow của trên kênh Akari Gaming thì mình sẽ múc cho anh em cực kỳ nhanh gọn, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết. Và chắc chắn để làm cho video cho anh em ngày hôm nay kiểu series gem to max thì mình phải đập thôi. Xin phép anh em đập một cái không có nhiều. Ok. Một, theo mình thấy thì gói siêu thinh thông thái này với cả là cái gói mà gì cũng được hay gì phải ra đi kia mình hôm qua mình múc rồi. Đấy thì nó rất là hợp lý. Vâng, gói này mình sẽ đập này anh em này. Vâng, bây giờ chúng ta có đồ rồi. Mặc dù ạc này của mình thì đồ không nhiều bằng cái ạc hôm qua, nhưng mà nó vẫn là phê. Mà sẽ vẫn chơi thôi anh em ạ. Đập 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 không nói nhiều, nhìn anh em lên hết tha hôn 14 đã có mặt ở đây rồi. Ok các bạn nhá. Và như vậy chúng ta có 5 ngày để nâng cấp cho tướng, rồi sản xuất các kiểu bonus bất nếu rồi. Cái đấy tét 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 là nhòe luôn. Đây, Hawk Mountain không cần. Đây, Jungle, lựa chọn nào. Ok, vâng. Nói chung là phải đi theo xu hướng thôi anh em ạ. Và chắc chắn rồi, con ạc này sẽ cần phải có quả pet. Chắc chắn là phải vậy rồi. Pet ra đây em. À đi, đưa pet ra đây đi. Đây, ok, đưa quản giáo ra đây chơi luôn. Và như vậy thì bây giờ chúng ta đã có max cấp độ rồi. Ơ, đi đâu xa thế. Ôi em ơi. À đây rồi. Vâng, cái pet này nó nâng hơi bị lâu nhỉ. 10 ngày nữa các bạn ạ. Rồi sau khi nâng pet xong thì cái này nâng hết 15 triệu. Trời ơi. Trước mắt thì là phải múc cái này ra, lấy mấy cái đồ đít nha đít nhít này ra đó ha. Ok. Và anh em nào mà chưa múc thì vâng nhanh tay mà múc đi các bạn nha. Vâng, mấy ông thần nào mà cứ mua của tôi cứ nhắn thế thì còn chờ. Rồi chứ anh em cứ nhắn tin thẳng vào fanpage cho mình nha. Mình sẽ hỗ trợ anh em. Chỉ có cái gì đấy đây. À, Build the Hub bây giờ xây được nữa anh em. Hình như mình nhớ là mình đang có tiền ở trong này này. Đó. Úi giời. Vâng, các bạn khi lên nhà chính Tha Hồn 14 thì các bạn cần phải nâng cái gì nhỉ. Ok. Lấy nhầm trong kia rồi. Rồi, à anh em lấy hết vàng rồi, fountain này, ok. Và như vậy là bây giờ mà nâng cái kia lên 1 triệu mấy này. Và mình nâng tạm một thằng lên cái kia đi. Sau đấy, à thôi, từ từ. Từ từ đã. Rồi, ok. Rồi, bây giờ xong nha, bây giờ thì còn tiền thằng pet kia này. Không, chúng ta cần phải nâng cái nhà nghiên cứu lên để lấy tiền không. Úi rồi, vạn vật thư. Ok. Như vậy chúng ta sẽ có thoải mái đồ chơi max cấp độ lính ở Inferno Dragon level 8 các bạn. Và trong này có rất nhiều thứ nâng và thứ tự ưu đãi nâng như thế nào thì ngày hôm qua mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Bây giờ thì chúng ta đang cần tiền ở đây 15 triệu 2. Có lẽ là mình sẽ phải mua những viên tường kia trước. Bởi vì chúng ta có 25 viên tường mà. Ok, mình sẽ múc tường nhá. Xếp. Và sau đấy thì mình sẽ nâng mấy cái tường này lên, rồi là mình sẽ đập bằng là đập cái bình mà cục đá của ngữ vàng các bạn, để cho nó hết được nhanh. Yo. Con này mỗi viên thế này à. Tội ghê. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái kiểu này lên đi. Và anh em lưu ý là nên để lại một dân. Anh em lưu ý nên để lại một dân mà nâng cái tường
với cả là nâng khi mà các bạn phun hết tài nguyên ấy thì các bạn cần phải nâng tường cho nó đảm bảo, tốt nhất là nên để lại tường một dân các bạn nha. Đấy là cái nguyên tắc cày rất phê lòi luôn này. Mình sẽ nâng cho nó đến khi hết sạch tiền thì thôi các bạn. Đó, phải nâng như thế này. Bây giờ anh em dùng đá cổ ngữ thì nó mới đúng chuẩn bài. Ôi đâu ơi. Ui giời ơi, gem tu mắc mà các bạn đúng không? Gem tu mắc thì gem tu mắc thôi, chứ còn chần chờ cái gì nữa. Quất luôn này, đập tiếp cho phấn khởi này, claim này. Ui giời. Đấy anh em thấy không? Đã làm video phải chất chơi. Đấy, không làm thì thôi, làm là phải dân chơi như thế nha. Ok, bây giờ có đá cổ ngữ rồi đúng không? Nâng lên. Ok các bạn nhá. Bây giờ hội thành 15,2 triệu. Ok, chúng ta có sách công trình. Bụp. Ok, và bây giờ sẽ xin thêm một em băng nữa. Ok các bạn, thoải mái luôn. Mà đã xem thu mắc là phải chơi cho tới vào. Cái này đặt ở bên đây đi. Ok, đài phun nước mới đấy các bạn nha. Ông quên mất quả pet này nhờ. Quên làm sao được. Đã nâng thì phải nâng cho tới luôn. Rồi bây giờ thì mình còn cái gì đây? Bây giờ mình còn cái gì nào? Hết sách công trình rồi, chỉ còn búa công trình thôi. Ok, để mình xem nữa nào. Búa công trình. Ôi dồi ôi, cũng hết cả huy chương luôn các ông ạ. Hết cả huy chương luôn, thôi thì đầu tư cái này làm cái con pet nữa nha. Ok. Rồi và như vậy mình đã có 2 pet luôn. Ngon. Và anh em nên mở 4 pet thật sớm nha. Và cái ưu tiên pet nào đi với lính nào thì mình đã làm video ngày hôm qua cho anh em rồi. Anh em nào chưa xem thì hãy xem lại ngay trên kênh của mình. Còn bây giờ sẽ đi farm một trận đã. Hay là gì đây? À không, chúng ta đang có dư sách tướng. Vâng, dư sách tướng thì phải đập tướng anh em ơi. Ai chà chà, nâng tướng bởi vì bây giờ đang full đen anh em ạ. À, nói chung mình đã mở được Lassi trước rồi thì mình sẽ nâng Royal đi. Đâu rồi? Đây. Mình sẽ nâng em Royal này nha các bạn nha. Ok, có sách mà. Đập. Ngon chưa? Ngon luôn đi chị nị. Để mình xem có đá không. Nhưng có đá cổ ngữ thì mình lại chơi tiếp. Ở đây đá. Đá gì? Hắc tiên dược thợ xây à? Nâng tiếp này. Úi xời. Đập tiếp này. Và lại phun này. Bây giờ còn đá không? Còn chứ. Chắc chắn là còn rồi. Đâu ấy? Mình mới thấy. Đây. Có đồ anh em ạ. À. Có đồ đấy. Có đồ là phải chơi. Rồi bây giờ bấm vào đây. Sử dụng đá phát nữa. Ui giời. Nhà có điều kiện mà. Quất tiếp nào. Đâu rồi. Các bạn nâng gì thì tùy các bạn. Nhưng với mình thì à không. Vé vàng. Lợi ích của vé vàng đây các bạn. Khi mà các bạn mua vé vàng thì những gói ưu đãi nó có rất nhiều luôn. Bây giờ đã được 28 rồi. Và chúng ta sẽ lên bằng cái búa này không? Còn đúng duy nhất một cái búa đấy thôi đúng không? Một búa nữa thôi. Ai chà. Ok, tạm thời là như thế cái đã. Nâng như vậy là cũng được rồi. Tạm tạm để mà tiêu cái dầu đen ở trong kho này mà đi farm thôi, cho nó phấn khởi thôi. Đang hồi nãy tiêu mấy chục nghìn khá phí thôi, nhưng mà không sao cả nhỉ. Nhà có điều kiện mà sợ gì. Vé vàng với các kiểu hết thì mình lại mua. Đi đâu phải xoắn. Đây. Mấy cái gói này anh em cứ múc hết tẹp bô đi. Ui giời ơi, tôi thấy có cái trúc này nhiều quá nữa này. Lại phải đập thôi. Đây. À các bạn lưu ý là đối với các bạn combo nào ưu tiên nâng lính gì thì mình cũng đã làm video rồi. Anh em nào mà chưa xem thì hãy xem lại ngay trên kênh Akari Gaming nha. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi múc một trận đi. Còn mấy cái ít tiền này thì mình cứ để đấy nâng thời gian. Và chắc chắn là mình sẽ đập thuốc thợ xây để cho chạy cho phấn khởi rồi. Ok, let's go với những combo đơn vị tướng cực kỳ mới nào anh em. Làm trận mở hàng cho nó mát máy nào. Mặc dù chỉ có 2 tướng thôi, 2 tướng có pet thôi, nhưng mà tôi kệ vẫn phải chơi. Ôi,
Trời ơi, tháng 14 đây rồi. Càng đây bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nhớ. Nó lại lắp lính hội thành ở bên đây mới khắm chứ. Và nó dồn King Queen các kiểu quanh bên này rất nhiều cũng được. Bạn chơi thế thì tôi cũng chơi lại, tôi không sao cả. Ok, let's go. Vâng, đầu tư khí cầu chiến anh em. Một pha gồng đại quản giá trong tình huống này và chắc chắn là mình sẽ đầu tư xương. Quấy nhiễu em Queen với các kiểu đây. Vậy lính hội thành của đội bạn cũng đã loi nhoi khu vực này rồi. Sẽ là một pha đóng băng khu vực nhà chính lại và vãi xương tiếp. Vãi xương quanh đây đi nào. Electro Dragon, ăn đòn đi em. Ăn vào cái chỗ cuồng nổ đi kia. Oh no. Vãi xương ra cho thằng King này nào các bạn ơi. King của chúng ta đang ở đâu vậy? Mình thấy là King đang đỏ máu. King của chúng ta đang đỏ máu và quyết định là quất cái gồng đi. Oh, Royal chưa vào trận, bảo sao? Bảo sao mà không phê? Vâng, đây là đội quân của nhà chính Town 14 đấy các bạn ơi. Chúng ta đang hơn cấp độ của bên đội bạn mà sợ cái gì? Sợ cái gì? Lassie, tiến lên! Anh em thấy không? Thấy Lassie của tớ không? Hãy xông pha trận mạc đi nào em ơi. Đây, mình rất thích nâng em Lassie này lên. Và các bạn nếu mà nghiên cứu em Lassie lên cấp thì các bạn sẽ không mang em ấy đi farm được nữa đâu nha. Và các bạn phải chờ nâng cấp xong thì mới đi farm được đấy. Vâng, có lẽ chúng ta sẽ giành được 40 cúp trong kèo này rồi. Mình đoán thế. Và có lẽ là thế khi mà Queen của chúng ta chưa gồng. Hai đơn vị tướng của chúng ta thì vẫn còn em Electro Arm này nữa. Đây là giống như kiểu một em dòng điện bé con của chúng ta đấy các bạn. Vâng. Úi xời. Queen lên đồ và cho em kia bắn phát nào Queen. Gồng lên thôi. 40 cúp cầm về. Không nói nhiều bạn Trung Quốc nha. Xin nhẹ cái bầy. Electro Dragon ở nhà chính ta hơn 14. Nó thực sự là rất mạnh mẽ. Vâng, những kiểu là vâng quá khỏe luôn. Anh em nào mà chưa xem video hồi trước của mình về sức mạnh của combo này thì hãy xem lại ngay các bạn nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi nào trong cửa hàng thì liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming với gần 62.000 lượt người follow trên fanpage rồi. Ok các bạn ơi, và những gói này nó còn có vài ngày nữa thôi nha. Phong cảnh hay gì anh em cũng múc nhanh, múc khẩn trương ấy nha. Đá được các kiểu nha.